Báo giá xe rạch cũ chất lượng HD700 đồng vàng. Và xin chào tất cả quý bạn và tôi hướng dẫn ô tô nhá. Và hôm nay em vừa về một em HD700 rất là đẹp thì lên sóng luôn cho các bác này. Em này xe zin đen đẹp luôn nhá. Cabin không mất giọt sơn nào. Máy móc nguyên zin, đời 2016 nhá. Thì sẽ báo giá luôn cho các bác, em này là đang có giá là 660 triệu và có thương lượng nhá. Xe khẳng định với các bác là đời 16 thì tìm một em thứ hai thì rất là khó. Xe rất là đẹp này, lốp mới cả dàn, xe nguyên zin từ đầu đến chân nhá. Em này thì bác nào mà tìm loại đồng vàng mà tầm tiền nó 600 hơn thì quá là hợp lý luôn. Đời 17 bây giờ nó cũng phải 72, 73 nhá các bác nhá. Đây sẽ đi vào chi tiết nó cho các bác xem. Nội thất này, cửa kia này, xe rất là đẹp nhá, nội thất rất là chất, sáng, sạch sẽ. Đây, cho các bác xem. Thất rất là đẹp nhá, phần trần vẫn còn rất sạch sẽ này, như mới luôn. Đã 26 khẳng định các bác là nhiều em 27 không đẹp bằng nhá. À, rất đẹp. Cả đồ đoàn nội thất bên trong vẫn rất là mới nhá. Em này nếu bác nào thiện chí thì có thể alo cho em nhá, hoặc có thể xuống trực tiếp salon tại Từ Hồ Yên Mỹ Hưng Yên để thăm xe, xem xe trực tiếp nhá. Cabin zin hết các bác ạ. 2016 ấy. Xe không đâm va tai nạn gì các bác yên tâm nhá. Lốp mới cả dàn này. Em này về là các bác chỉ việc lăn bánh thôi. Xe ở đó là chất lượng nhá. Đây, xem nó bên trái. Gầm sàn này. Không hề mới mọt gì các bạn nhá. Loại này thì về chất lượng các bạn yên tâm. Không phải bàn cãi gì nhiều. Trong gần sàn nhá, đá nó sàn này. Và các bác có thể thấy hai bên thành xe, hai bên thành thùng. Nó cũng gần rất là đẹp và không bị bóp méo gì nhiều nhá. Con này thì thùng bệ nó tương đối thôi, thùng bệ nó không phải là thùng inox, không được đẹp xuất sắc các bác nhá. Còn phần cabin máy móc thì mới là xuất sắc, mới là chất lượng các bác ạ. Đấy thì xe cũ thì mình chỉ quan trọng về cabin máy móc thôi, chứ là thùng bệ thì mình có thể thay được mà. Đấy thì bác nào thùng bệ em này thì vẫn còn khá là chắc chắn, được cái nó không đẹp long lanh những loại thùng inox thôi. Em này nếu bác nào mà thiện chí thì có thể alo cho em nhá, giá cả thương lượng hợp lý là các bác múc thôi. Xe rất là đẹp. Xe rất là đẹp này. HD700 đồng vàng nhá. Đây, quay cho bên phụ cho bác xem này. Zin đét hết. Thùng bệ bên ngoài rất chắc chắn mà đẹp nhá. Bên trong lòng thùng thì cái tôn thành nó không được sáng lắm thôi. Chứ xe vẫn còn rất là mới. Đời 16, 17 này thì về chất xe thì cũng có yên tâm. Đã cam kết không đâm va gì, thủ tục giấy tờ hồ sơ đầy đủ, hợp pháp là các bác yên tâm mà mua bán rồi. Có gì là bên em chịu trách nhiệm các bác nhá. Thì sẽ báo giá lại em này cho các bác là HD700 đời 2016, tải trọng là 6,8 tấn nhá. Em này thì đang có giá là 660 triệu và xe đẹp nguyên zin. Điều hòa lắp sàn đầy đủ nhá. Em này vừa về thôi, đẹp quá là lên sóng cho bác luôn. Cho bác nào hợp việc thì có thể alo em. Và bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo nhé.